Giang 2 mở hội mừng xuân mùng 7 Tết sẽ đưa quý khán giả du xuân. Những tiết mục ca vũ nhạc kịch đầy màu sắc cùng với những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mơ hơi sương, cùng thầy mẹ vẫn đầu soi gương. Những câu chuyện hóm hỉnh của các danh hài. Bà nội bị đau răng thì con sẽ tặng cho bà nội một bịch bánh lan. Bà nội đau răng thì phải tặng cho cây sắt. Trời ơi, chịu nổi không? Bà nội bị đau răng thì phải tặng cho các xe lăn. Làng hài mở hội mừng xuân, chủ đề du xuân, được phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2018 nhằm mùng 7 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại lúc 11 giờ 45 thứ sáu ngày 23 tháng 2 năm 2018 nhằm mùng 8 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2, hoặc xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.